cũng mê, bố hồ dục cũng như là Mỹ là mọi người mê món này lắm. Thơm lắm mọi người ạ, mùi nước dùng rất là thơm, thơm ngon, lúc nãy Bi đã thử rồi. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với kênh Big Vlog Cuộc Sống Mỹ. Ở video trước, Big đã có cơ hội để chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc rất là vui của gia đình Big ở một nông trại. Ở đây thì bố mẹ Big đã được tha hồ hái táo với cả đi chụp ảnh cùng với cả hoa hướng dương. Còn bây giờ thì Big sẽ đưa bố mẹ đi về để ăn cơm rồi còn nghỉ trưa. Bởi vì buổi tối thì bố mẹ Big vẫn chưa ngủ được nhiều á, tại còn chưa quen múi giờ. Cảm ơn mọi người đã tới với kênh Big Vlog của Mỹ. Mọi người ơi, ngày hôm nay thì Big sẽ nấu một món hết sức đặc biệt cho bố mẹ Big, đó là món bánh đa cua Hải Phòng. Thì lý do là bởi vì Big tìm thấy ở chợ châu Á đây, họ có bán bánh cua đồng xay mọi người ạ. Thế nên là Big sẽ làm món bánh đa cua Hải Phòng. Trời ơi, lâu lắm rồi không được ăn cái món bánh đa cua á. Ngày hôm nay thì bố mẹ Big tới, thế nên là sẽ chụp tài để nấu ăn, để xem bố mẹ Big là thấy thế nào nha. Đây, để làm bánh đa cua ngày hôm nay thì Bích sử dụng cái nước cốt gà mua ở Costco mọi người ạ. Hầu như là nhà Bích là toàn sử dụng cái nước cốt gà này. Tẹo nữa thì Bích sẽ đi lọc cái cua đồng xay kia. Bích sẽ cho một chút xíu tôm khô vào mọi người ạ, để cho cái nước dùng của mình được thơm hơn á, thơm với cả ngọt hơn. Đều lên đã. Xíu thôi. Charles, do you want to say hi? Xin chào. Ngày hôm nay là có ba bé cháu nhà chị chồng Bích là tới đây để coi bóng đá mọi người ạ. Đây. Mấy đứa đang coi bóng bầu dục chứ. Thì mấy cậu cháu là ăn pizza. Đây, mấy cậu cháu là ăn pizza, còn Bích với cả bố mẹ Bích là sẽ ăn bánh đa cua. Để cho cái nước dùng nó đậm đà hơn thì Bích sẽ cho một chút xíu mắm tôm vào mọi người ạ. Cái mắm tôm này ăn ngon lắm, rất là thơm luôn ạ, mà mịn ghê luôn. Để cho một chút xíu vào. Bây giờ thì Bích sẽ cho cái nước cua đồng lúc nãy đun á vào trong nồi nước dùng của mình. Bây giờ Bích đã lọc một lần rồi, nhưng bây giờ Bích sẽ lọc thêm một lần nữa cho nó chắc. Bữa trước là Bích đã mua được rất là nhiều chả lá lốt này. Rồi đây là chả ốc mọi người ạ. Bên trong có ốc, mẹ Bích là cực kỳ thích ăn món chả ốc. Thế nên là Bích mua chả ốc về này. Đây nữa, đây là chả cá chiên để ăn cùng với cả cái món tự nhiên bánh đa cua Hải Phòng. Thì Bích còn sẽ cho thêm ốc vào nữa mọi người ạ. Bởi vì mẹ thích ăn ốc á. Đó, chả ốc này, rồi chả lá lốt này, chả chiên này. Ok, bây giờ Bích sẽ hoàn thành nốt cái món bún này, bánh đa này, để cho bố mẹ Bích ăn trưa. Trước là Bích cũng có cây lá lốt á, nhưng mà sau một mùa đông là nó bị chết hết mọi người ạ. Mùa đông ở đây khá khắc nghiệt á. Cái này là bây giờ Bích chỉ gọi là hâm nóng nó lại thôi. Nếu như mọi người thích thì mọi người có thể hâm lại ở trong cái lò vi sóng á, nhưng mà Bích hâm lại kiểu như dán qua lại như này để cho cái mặt lá của mình nó xe lại á. Nó mới thơm, nó mới ngon á. Mọi người ơi, để Bích nếm thử cái
cái nước dùng này xem sao nha. Đây, đây là một cái thìa riêng chứ không biết không sử dụng thìa chung mọi người ạ. Wow, đậm đà ghê luôn, cái nước cua đồng xay đúng là tuyệt vời. Thực sự là rất đậm đà mọi người ạ. Có thể nói là nồi nước dùng này là thành công ấy, là ok. Ổn. Đây là cái bánh đa cua Hải Phòng mọi người ạ. Đây, Bích mua ở chợ châu Á, đặc biệt nó cũng Bích cũng thấy á. Bây giờ là vì Bích ngâm rồi thế nên là bây giờ nó mềm ra, chứ lúc nãy là sợi nó rất dài và to luôn á. Bích rất là thích ăn cái bánh đa cua Hải Phòng này, đặc sản Hải Phòng mọi người ạ. Bây giờ thì Bích sẽ đem đi nấu cái bánh đa cua này. Để tranh thủ thời gian thì bây giờ Bích sẽ đi cắt chả, với cả cắt chả ốc, chả chiên, đây là chả chiên. Ngoài ra thì Bích sẽ không đi cắt chả chả ốc nữa. Còn miếng chả chiên thì nhìn ngon quá. Bích hay cắt chéo chéo một tí là nó miếng nó được đầy đặn á. Nhìn trông nó to to. Đây là chả ốc mọi người ạ. Đây còn là chả ốc là Bích cũng đặt đó. Nhìn trông rất là hấp dẫn. Họ làm khá là chất lượng ấy. Bích đặt cũng nhiều lần rồi. Biết từ hồi cái thời còn Covid bị không ra ngoài ăn được thì không biết là toàn là đặt ở cái chỗ này. Cái này chắc là cắt ra thành từng miếng chéo chéo này. Đây mọi người có ốc. Nhưng mà sao không hiểu sao dạo này Bích thấy là họ cho hơi ít ốc ấy. Dạo này hơi bị ít. Nói chung là phần thịt thì vẫn ok nhưng mà phần ốc thì hơi bị ít. Mọi người ơi, mọi người thông cảm dùng Bích nha. Bích đã mua đầy đủ rau để nấu cái món bánh đa cua này rồi á. Nhưng mà để trong tủ lạnh lâu quá thì nó bị hỏng. Thế bây giờ là không có rau. Thế nên Bích đành phải thái tạm cái rau bắp cải, rau tử non này này, để ăn cùng vậy. Chứ không ăn rau thì không được. Là Bích là quen ăn rau, phải có một ít rau vào. Nên mọi người thông cảm nha. Thôi thì không dám là gọi là bánh đa cua Hải Phòng nữa, mà gọi là bánh đa cua dã chiến đi. Cái này là không đúng bài đấy mọi người ạ. Vâng, châu Âu mọi người lại thích bóng đá. Ở bên này thì lại thích bóng bầu dục. Mà hình như là bóng bầu dục là gì nhỉ? Không nhớ lắm. Có cái bánh nào. Cái này cũng ngâm hơi lâu á. Sao? Sao? My mom. Huh? My sister's like, sent me a message from my mom, text her. Yes. Cố gắng trang trí đẹp đẹp một tí xíu. Bố Bích là cũng ra coi bóng đá, à đâu, bóng bầu dục chứ, cùng với cả Jason, với cả mấy đứa cháu. Bố có hiểu không? Đây, mấy đứa này là nó cũng mê bóng bầu dục, cũng như là Mỹ là mọi người mê món này lắm. Mùi nước dùng rất là thơm, thơm ngon, lúc nãy là Bích đã thử rồi. Đậm đà vô cùng, trời ơi, bây giờ đang chảy nước miếng luôn đó mọi người ơi. Mọi người ơi, vậy là Bích cũng nấu xong 3 tô
gì nhỉ? Bánh đa cua Hải Phòng. Thật ra cũng không dám nói là bánh đa cua Hải Phòng, bởi vì đây là Bích nấu theo kiểu dã chiến, là nhà còn gì thì xài đó. Thế mọi người ơi, rất là thơm ngon luôn. Ngày hôm nay là mua được cua đồng xay nữa, thế nên là cái nước sử dụng ở cái nước dùng của mình nó rất là thơm và ngọt. Đây, đây là ba tô cho bố mẹ Bích và Bích. Jason và các cháu thì là ăn bánh pizza rồi. Mời mọi người ăn trưa cùng với cả gia đình Bích nha. Rất là ngon mọi người ạ. Cứ mỗi lần ăn cái món cua đồng này là Bích lại nhớ đến bà ngoại. Bởi vì ngày bé là Bích ở với cả bà ngoại rất là một thời gian rất là dài á. Thì cứ mỗi lần mà bà mua cua là kiểu gì là Bích cũng nài nỉ xin bà cho bằng được là được ngồi giã cua. Trời ơi, bây giờ lớn mà ai bắt phải ngồi giã cua thì chắc là thôi đấy, Bích không bao giờ làm. Ngày đó trẻ con thế nên là không làm biếng như bây giờ. Ở nhà Bích là có bố Bích nấu ăn rất là ngon mọi người ạ. Mà bố Bích cũng hay chịu khó vào bếp để nấu ăn nữa. Bình thường là mấy mẹ con đi học, đi làm về là cơm nước đã sẵn sàng rồi, chỉ cần ngồi vào ăn nữa thôi. Ngày hôm nay là bố Bích cũng khen cái món bánh đa cua Bích nấu rất là ngon á. Thế nên là Bích rất là mừng mọi người ạ. Bởi vì được bố người nấu ăn rất là giỏi trong nhà khen là cảm thấy rất là vui. Quê Bích là ở Hải Phòng, thế nên là mỗi lần về là kiểu gì cũng sẽ ăn món bánh đa cua này này. Với cả cái gì nhỉ? Nem cua bể á mọi người. Trời ơi, cái món nem cua bể nó ngon vô cùng luôn. Nhắc tới mà lại thèm rồi đó mọi người ạ. Có lẽ là video của ngày hôm nay thì đã dài, thế nên là Bích xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi luôn luôn quan tâm và theo dõi những video của gia đình Bích. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người. See you next time. Bye.